Ok, xin chào anh em. Thì nhân tiện hôm nay đang tháo vài em ra để vệ sinh, thì em xin làm video giới thiệu nguyên nhân tại sao mà cái dòng hút ẩm Hitachi hàng Nhật xuất hiện 200 micron này để được gọi là dòng như là khủng nhất trong tầm giá hiện nay. Thì để chứng minh cho anh em thì mình sẽ giải thích rõ để anh em hiểu thêm. Thì đầu tiên ta quan tâm đến là cái về hệ thống giạc của dòng máy này. Đây vì em đang tháo vệ sinh sạch sẽ đây, anh em nhìn này dàn. Những cái con này thì xin thưa với anh em thì liên đại lo tùy con 95, 96, 97, 98. Đấy. Thì liên đại lo cũng khoảng tầm 25 đến 28 năm. Đấy, như các bạn xem này. Cái chất lượng của hàng sản phẩm Made in Japan nha. Anh nhìn này. Ở những cái đồng, những thanh đồng đây, thanh đồng nhìn nó còn sáng choang cái này. Đấy. Nó sáng choang, nó chưa bị hiện tượng mục oxy hóa anh em nhé. Đây là cái điều đầu tiên. Tức là khi các bạn đi xem cái dòng hút ẩm hay điều hòa ấy, các bạn sờ những cái dòng điều hòa. Đấy, bạn sờ cái dàn này. Đấy, cái dàn tản nhiệt này, anh chưa? Kêu như đàn luôn. Khi bạn gãi này mà nó mổn ra, nó như kiểu là bìa giấy mổn ấy thì vứt đi anh em nhé. Thì khả năng tản nhiệt nó kém anh em ơi. Có gọi là 30 năm đi mà cái chất lượng dàn 25 năm vẫn còn kêu như đàn này anh em nhé. Đấy. Đây cũng vậy luôn. Đấy. Đấy, cái tản nhiệt vẫn còn đẹp. Đấy, nó chưa bị ô hóa, cái chất lượng cái tản nhiệt cực kỳ là tốt nhá. Đấy, thứ hai là cái độ dày. Đấy, cái độ dày của cái bản nhiệt nó khoảng tầm 5 cm anh em nhé, rất là dày luôn. Đây cho anh em xem này. Trong là dàn nóng này. Anh nhìn các thanh đồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, 9 vòng đồng này. Đấy, tản nhiệt rất là dày, nó dày khoảng tầm 5 cm anh em nhé. Còn dàn lạnh ở phía trước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nhưng mà là 2 tầng thành 12. Anh hiểu chưa? Dày cũng là 5 phân. Đấy, nhưng lại anh em cứ so sánh những cái con hút ẩm tại nhà các bạn xem là cái hệ thống dàn đồng vậy tòa nhìn nó có chất lượng này không? Vừa dày và nhiều lớp. Đấy, còn cái đồng đây nó chỉ bị xỉn màu ấy. Còn nó vẫn rất đẹp luôn anh em nhé. Đấy. Đây vết bẩn lâu ngày nó sẽ bị vết bẩn vào đấy, còn cái dàn đồng vẫn cực kỳ đẹp và tải nhiệt còn mới, gần như là chưa bị mục hay là oxy hóa gì anh em nhé. Bên đấy cũng thế, đúng hệt nhau. Đây dòng này dòng 17 lít, thế còn dòng nếu mà dòng 20 lít thì chỗ này nó sẽ thêm đây 1 2 3 4 5 6. Đây còn là dòng 2 lít thì sẽ thành 7 vòng anh em nhé. Dàn 2 lớp anh em nhìn này. Đấy, 2 dàn đồng luôn. Dày cũng đều 5 phân. Đấy, dàn lóng bên trong đây. Anh em nhìn chưa? Đấy. Thì những cái dàn và hệ thống nhiệt còn đẹp như này. Đấy, thì cái sức hút của nó rất là khỏe. Đấy, đảm bảo an toàn anh em nhé. Ga nhất đầy đủ nó vào. Thì đảm bảo anh em cân tất cả các loại máy hút ẩm bây giờ trong phân khúc giá tầm 3 triệu. Vì dòng này là dòng sản xuất chuyên cho các cái khu công nghiệp, các cái văn phòng rộng, nhà xưởng nên thiết kế rất là ok. Ok, đây cái đầu tiên về hệ thống sàn và là thanh đồng. Thì ta sang phần lốc, này lốc là cái phần quan trọng đầu tiên đây. Khỏe đây, anh em nhìn Hitachi đời năm qua 597 này. Để xem con này năm bao nhiêu. Con này năm 96 anh em nhé. Cái lốc này cực kỳ là to và nặng luôn. Thì mình thể có thể đo anh em mà. Chiều cao của nó khoảng tầm 20 phân đi. Đấy, và chiều ngang cũng tầm 18 phân. Đấy, tôi chung là 20 và 18. Anh em nhìn chưa? Bình thường cái lốc mà các bạn mua hút ẩm nó chỉ to, đường kính nó chỉ tầm thế này thôi. Đường kính nó chỉ tầm 10 phân đi. Nó lại thành 20 phân, anh hiểu chưa? Đấy. Thế là nó rất là khỏe luôn. Còn nào vậy đâu? Đèo lốc to rất là to. Nên cho khả năng hút của máy rất cực kỳ là tốt. Theo thông số chuẩn của hãng thì là dòng này là tầm 17 lít anh em nhé, 17 lít một ngày, như là công suất thực chuẩn luôn. Hệ thống vi xử lý đây, các hệ thống vỉ mạch còn rất là to, tụ này, tụ quạt đây. Đấy. Lên tại sao anh em cái dòng này mình cảm giác chạy rất là phê êm, hút khỏe anh em nhé, thì nguyên nhân là do đấy, lốc to, dàn to, đẹp. Thì ngoài ra cái con mới này còn thêm cái hệ thống này, cái dàn may so để anh em chế độ sấy nhanh quần áo ấy, nó sẽ làm nóng may so lên. Trung bình thì tầm 380W thôi, khi có may so lên tầm 840W.
để nó lọc mà để nó tăng khả năng sấy quần áo luôn cho anh em. Còn đây giới thiệu thêm em dòng Harmonic đây. Đấy, anh em nhìn này. Cái dàn này là mình đang test, mình chưa vệ sinh thì nó bị xỉn màu, nhưng quan trọng anh em nhìn này. Đấy, nó còn đẹp và chưa vô xóa. Cái này mình sẽ đánh thì nó sạch luôn. Cái dàn lạnh này có 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, nó thêm một đường vòng nữa. Dàn nóng bên trong này. Anh em chưa? Đấy, giống hệt nhau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy. 9 vòng. Dàn lạnh đều dàn kép luôn nha anh em nhé. Nên là cho khả năng hút cực kỳ là tốt, dòng dòng 20 nít. Đấy. Dòng cơ bấm lên chạy thôi. Đấy. Vỏ hộp em đang tháo vệ sinh đây. Đấy, quay luôn cho anh em, đang tháo tung ra để vệ sinh sơn xịt. Thì kia năm lô năm nay thì em về dòng này không được nhiều lắm, chỉ còn ít thôi. Anh em nào mà thực sự cần cái dòng mà cao cấp mà khỏe này thì báo em, thì giá trung bình nó tầm từ 2,8 triệu đến 3 triệu anh em nhé. Đây ví dụ hoàn thiện sản phẩm như này. Đấy, vỏ mặt trước đây. Có con nào đẹp thì em để nguyên, con nào không thì em sẽ sơn lại cho anh em đẹp. Đấy, có dòng phim bấm cơ, bấm là chạy. Em vòng cấm điện tử thôi. Cũng không khác với nhau về nguyên lý hoạt động. Ok, anh em cần sản phẩm liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Ok, mình xin chào các bạn, hẹn các bạn trong các video gần nhất.